Ví dụ cái hình ổ khóa này nó bị cắt mất một miếng nè, ổ khóa này cắt mất một miếng này nha. Bây giờ thầy sẽ quay phim lại nè. Rồi ổ khóa này xong mà thầy sẽ copy ra nè, kéo hình nó ra nhé, chuột phải từ trái ra copy. Rồi để mất cái miếng này á, chúng ta vẽ hình chữ nhật, hình chữ nhật vẽ từ đây lên nè đó, ước lượng thì canh tới đây nè đó, rồi chúng ta cho nó dư ra xíu cũng được đó, thì đây là vẽ màu vàng đó. Sau đó chúng ta sẽ chọn hết cả hai. Rồi chúng ta dùng cái lệnh này nè, Paste minus front á, dưới trừ trên. Nói chung là cái nào cái chữ Paste là dưới á, thì nó sẽ giữ lại, còn cái nào ở trên thì nó sẽ bị mất đi nha. Paste minus front dưới trừ trên, bấm một cái là nó xóa phần trên đi, giữ phần dưới. Thì đó, chúng ta sẽ có cái ổ khóa đang mở ra. Đó, là xong phần này nha. Rồi sẵn tiện thì chúng ta sẽ làm bài này luôn đi. Hai ổ khóa nó lồng vào nhau nè. Thế thì hình này là một cái ổ khóa thứ nhất, copy lên trên hình ổ khóa thứ hai. Ổ khóa này cho màu đỏ, ổ khóa trên này cho màu xanh. Rồi thế thì ta lồng với nhau nè, lấy cái này nhấp một lần đúng không, nhấp lần nữa nè, thì nó ra cái hình xoay, thì xoay hình nó đi nè đó, cho nó mình để gần với nhau. Rồi thế thì bây giờ lồng vô như thế nào đây? Bây giờ tôi thấy nè, để lồng vô đó thì đối với cái chỗ nó sẽ giao nhau hai chỗ, tức là chỗ này là một nè và chỗ này là hai, nó giao nhau hai chỗ. Chỗ này là cái màu xanh nó trên màu đỏ, bên mình màu xanh trên màu đỏ là đúng rồi, nhưng chỗ này là màu xanh dưới màu đỏ, hay nói khác màu đỏ trên màu xanh, mà bên này như vậy là sai. Nhưng mà chúng ta cần giải quyết cái chỗ này nè, cần những chỗ này cho nó giống như cái đề như vậy. Nhìn như vậy thì chúng ta có cảm giác như là màu đỏ nó đang ở trên màu xanh, nhưng thực ra không phải là đỏ trên xanh đâu, mà cái phần xanh nó đã bị mất đi, cái phần màu xanh nó đã bị mất đi đó, cắt màu xanh đi. Như vậy là sao cắt màu xanh đây đó, chỉ có màu đỏ cắt thôi đó. Nhưng mà chúng ta không thể lấy trực tiếp màu đỏ cắt được, chúng ta không thể lấy màu đỏ cắt được, tại nếu màu đỏ cắt á, là cắt luôn này sao đó. Cho nên bây giờ thầy sẽ vẽ hình chữ nhật bất kỳ ở đây đó, thầy cho nó là màu vàng đi đó. Thì cái màu vàng này nó sẽ giao với lại màu đỏ, thì lấy phần chung á, lấy phần chung thì công cụ này là phần chung nè, intersect, ý nghĩa là lấy phần chung đó. Thì nó lại thì vẽ chỗ này nghe, thì nó sẽ giao giữa màu đỏ với màu vàng á, đỏ với vàng, thì dùng con cái lệnh này nó có tên là intersect, lấy phần chung đó, xong mà lô ra nè đó, chung chung như màu vàng này nè đó. Rồi lấy cái vàng này nè, mất trừ cho cái màu xanh xanh này. Như vậy xanh với vàng chạm với nhau, dùng pet minus phân dưới trừ trên đó, là màu xanh bị trừ đứt mất miếng rồi ra rồi đó. Xong có phải là chỗ này nó xiên màu đỏ xiên vai không, mà dưới này vẫn như cũ. Rồi xong thì với phiên bản rồi.